Kính thưa quý vị, cá nhân tôi thấy rằng ở đời có hai nỗi khổ lớn nhất, đó là nợ nần và đau ốm. Sau này tôi mới hiểu ra một điều là nếu chẳng may mình gặp khó khăn, tốt nhất là ra ngân hàng mà vay. Nếu gia đình mình nghèo quá, không có gì thế chấp, thì hỏi vay vài người bạn thân thiết thôi. Chứ vay mượn anh em ruột thịt thì cả là một vấn đề. Thường thì khi mình có người bạn nào quý mến, ta thường nói, à nó như đứa em trai hoặc là như ông anh trai ấy mà. Nói vậy thôi, chứ thực tế không phải là như vậy đâu. Anh em ruột thịt, cái sự đoàn kết nó không nhiều. Người xưa nói là giàu vì bạn, bạn bè chân thành giúp đỡ nhau nhiều hơn. Còn anh em ngày bé thì ríu rít, đoàn kết, nhưng lớn lên rồi thì danh ai phận đấy. Cũng chẳng giúp được gì nhau đâu. Có khi còn đùn đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng bố mẹ già. Còn trong gia đình, người đời thường nhắc đến ông chú và bà dì với những ý tốt đẹp hơn là ông bác và bà cô. Ví như sảy cha còn chú, sảy mẹ bú dì, còn bà cô thì ví như giặc bên ngô. Họ không nói đến ông bác nhiều, nhưng cái câu làm em ăn thèm vắt nặng cũng là một ý nói rằng ông anh tham lam, như chuyện cây khế ngày xưa chẳng hạn. Khi có một chút kinh nghiệm sống rồi thì mình đã già. Tuổi trẻ phung phí sức khỏe vô cùng. Cái ngu nhất của tôi là hút thuốc và uống rượu. Hút thuốc lá, thuốc lào hại sức khỏe vô cùng, nhất là phổi và tim mạch. Tuổi trẻ thi nhau hút thuốc, người nào không hút bị tách riêng, coi đó là sự yếu đuối, tính cách đàn bà. Rồi uống rượu cũng vậy. Rượu làm cho con người mu muội. Tiền để mua thì không đáng là gì. Chỉ 3 xu thôi. Các ông chồng lè nhè, nói năng luyên thuyên, làm cho cả gia đình bức xúc lục đục. Trong tứ đồ tường, tửu, sắc, tài, khí, không ngẫu nhiên người ta xếp rượu ở vị trí số 1. Ngũ giới của Phật trong đó cũng cấm uống rượu. Và bây giờ, người ta cấm tuyệt đối uống rượu khi tham gia giao thông là điều chuẩn xác. Nói về điều đền đáp công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, nhiều người trong số chúng ta cũng chưa làm tròn bổn phận. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi khẳng định rằng khi ta có con, tất cả chúng ta nghĩ về con cái của mình nhiều hơn là nghĩ về cha mẹ của mình. Nước mắt chảy xuôi mà. Ta cứ thử quan sát mà xem. Trước các cổng trường tiểu học, cha mẹ đi đón con như chảy hội. Còn trước cổng viện dưỡng lão, có thấy đứa con nào đâu. Có chăng cũng chỉ là lác đác. Thôi, ta cứ để lẽ đời thuận theo tự nhiên thôi. Biết rằng đây là một câu chuyện buồn. Đạo Đức Kinh là tác phẩm kinh điển của nhà tư tưởng Lão Tử, được các học phái đạo gia thời Xuân Thu Chiến Quốc tôn là điển tịch sáng lập đạo gia. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói rất nhiều câu đơn giản nhưng lại vô cùng hữu ích, khai sáng tâm linh cho người đọc về mối quan hệ giữa trời, đất và người. Câu thứ nhất: người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Sự vận hành của trời và đất là gần với tự nhiên nhất. Cá bơi trong nước, chim bay trên trời, hoa nở, hoa rơi, mặt trời và mặt trăng luân phiên, 4 mùa thay đổi. Vạn vật trong trời đất đều đã được một lực lượng an bài. Hơn nữa, hết thảy sự an bài này đều hết sức có trật tự. Đây chính là đạo. Cá sẽ không nghĩ ta vì sao không thể bay trên bầu trời, và chim cũng sẽ không nghĩ ta vì sao không thể bơi trong nước. Mùa đông qua đi sẽ không trực tiếp tới mùa hè, và mùa thu cũng không thay thế được vị trí của mùa xuân. Đây chính là đạo. Lão Tử giảng rằng trời, đất và người là có mối liên hệ thâm sâu,
và đều có căn nguyên cuối cùng là đạo. Người ngàn vạn lần không thể vì thỏa mãn dục vọng của bản thân mà ra sức phá hư trật tự hài hòa của trời đất. Bởi vì một khi trời không yên, đất không tĩnh thì chịu tổn hại nhất vẫn là người. Cho nên người cần sống thuận theo đất, thuận theo trời, thuận theo đạo. Lão Tử giảng, người phải biết kinh sợ trời đất. Câu thứ hai, tích lũy cho đầy không bằng dừng lại đúng lúc. Nhuệ khí nếu quá cường thịnh thì không thể bảo trì được lâu dài. Trong nhà vàng ngọc có chất cao như núi thì cũng không ai có thể giữ nổi. Giàu sang mà thêm kiêu ngạo là tự rước lấy họa. Công thành rồi thì nên lui về, đó là đạo trời. Thiên đạo tuần hoàn một cách hoàn hảo, con người có, sinh, lão, bệnh, tử, vạn vật có, thành, trụ, hoại, diệt. Thành, trụ, hoại, diệt là thuật ngữ dùng trong Phật giáo. Thành là chỉ sự vật xuất hiện, trụ là chỉ sự vật phát triển, phồn thịnh trong một giai đoạn thời gian. Hoại là bắt đầu đi xuống dốc, diệt là tất cả về hư không. Vạn vật nơi thế gian không gì là không như vậy. Người ta thường muốn thủ giữ sự cương mãnh, nhưng cương thì dễ gãy. Người muốn lưu giữ tài sản, nhưng giàu là không kéo dài nhiều đời. Người muốn duy trì quyền lực, nhưng quyền lực là không thể được lâu dài mãi. Lão Tử khuyên mọi người cần trống rỗng. Trống rỗng mới có thể chứa được ngoại vật. Do đó, không được ôm giữ, không được chiếm hữu. Trong luận ngữ có chép, Tăng Sâm khen ngợi Nhan Hồi: hữu nhược vô, thật nhược hư, có mà như không, đầy mà như trống rỗng. Trống rỗng mới có thể dung nạp được hết thảy, mới không gây ra oán thù. Trống rỗng mới có thể không luyến tiếc quyền lực. Nên bỏ liền bỏ, nên đi liền đi. Lão Tử khuyên mọi người nên có mức độ. Trống rỗng là cảnh giới, còn có mức độ lại là công phu. Đối với người thế gian mà nói, giữa người với người là có ranh giới, không thể mạo phạm. Đối với việc lấy hay bỏ vật chất mà nói, chỉ lấy cái cần thiết, không lấy cái ham muốn. Đối với con người và tự nhiên mà nói, trời đất có cái tận mỹ mà chẳng nói, chỉ có thể quan sát từ xa mà chẳng thể khinh nhờn, đùa cợt. Lão Tử khuyên mọi người cần biết dừng. Trong Xích Bích Phú, Tô Đông Pha cũng viết: ở trong trời đất, vật đều có chủ. Nếu không phải của mình, thì một sợi tơ cũng không được lấy. Duy chỉ có gió mát trên sông, trăng sáng trên núi, thì cứ dùng chẳng hết, là kho tàng vô tận của tạo hóa. Do đó, mỗi người đều cần biết phải dừng. Câu thứ ba, hết thảy sự việc có lúc thấy là bị tổn thất, nhưng trái lại lại có lợi ích. Có lúc thấy có lợi ích, nhưng trái lại lại bị tổn thất. Con người hiện đại ngày nay dường như rất sòng phẳng. Tôi làm cho anh bao nhiêu việc, anh trả cho tôi bao nhiêu tiền. Bảo một người làm một việc nào đó, người ấy nhất định phải hỏi lợi ích thế nào. Hễ nơi nào văn minh vật chất tràn tới, thì tất cả đều lấy lợi ích hiện thực làm tiêu chuẩn để đánh giá tốt xấu. Không có lợi ích rõ ràng thì có đáng làm không? Hết thảy đều là một tư duy như vậy. Người xưa vốn rất coi trọng sự cân bằng, lâu dài và hài hòa trong tổng thể. Bất kể sự việc gì cũng có hai mặt âm dương. Dương tăng trưởng thì âm tiêu hao, âm tiến thì dương thoái. Vấn đề mấu chốt không phải là dương chiếm bao nhiêu, âm chiếm bao nhiêu thì mới thích hợp, mà là âm dương cân bằng mới là phù hợp nhất với đạo của trời đất. Đôi khi tạm thời có lợi nhưng phá hoại cân bằng âm dương thì đối với sự ổn định của tương lai có ảnh hưởng tiêu cực vô cùng to lớn. Đôi khi tạm thời chịu tổn thất nhưng lại cho duy trì cân bằng âm dương thì đối với sự hài hòa trong tương lai
có tác dụng thúc đẩy rất to lớn. Cho nên các bậc thánh hiền thời cổ đại thường không nói lợi thế nào mà thường nói đức, bởi đức thuận theo đạo trời, mang đến phúc phận, là điều chịu tải âm dương, may mắn và phúc lành. Coi trọng hiệu quả tích lũy lâu dài của đức mà không chú trọng được mất mát trước mắt. Cũng bởi vậy mà người xưa thường nói cát nhân và thiên tướng, người có thể tích đức làm việc thiện, thuận thiên đạo sẽ được trời bảo hộ. Lão Tử giảng, thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân. Đạo trời không thân với ai, mà thường ở chỗ người thiện. Các bậc thánh nhân, các vị tôn sư trong thiên hạ đều dạy con người một chân lý rằng, tích đức hành thiện mới được phúc lành, tu luyện quay về với chân ngã mới là ý nghĩa của cuộc sống. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Lê Nguyên TV. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.